Hello mọi người, chào mọi người. Chủ nhật của mọi người thế nào rồi? Hàng sáng giờ là mụn không mụn nha, ăn tàn ca mụn thôi. Ngày chủ nhật là các bé rảnh rỗi không có đi học á, tranh thủ đi lấy nhân mụn nhiều lắm. Thí mà các bạn, thứ nhất là tự ý, đừng có tự ý nặng nha. Mình bớt ăn đồ nóng, bớt nóng trộn trà sữa đi, uống nước lọc nhiều vô. Mình bớt cho mình chịu khó rửa mặt đều đặn sáng tối ngày 2 lần, rửa sữa tẩy trang, đi nặng mụn định kỳ. Tuổi này là nó hay tái mụn đi tái mụn lại lắm, do mình thức khuya bài rồi cứ đi học cả ngày này, nhiều khi không có thời gian rửa mặt. Điều trị sớm để mốt rổ hết chứ nó không có tự hết đâu. Cái nhân to đùng vậy làm sao mà nó tiêu được, mà cứ bôi thuốc bậy bạ vào. Có nhiều bạn mới có 16-20 tuổi mà xài mấy cái thuốc rổ á, không có cọt ở trong đó, nó tẩy lột cái da mặt mỏng te hư hết trơn. Thợ nặng mụn mà bạn nào cũng giỏi hết, có mỗi bạn đang làm khác thế rồi. Thường thường nặng một ca mụn tầm 2 tiếng xong với mọi người. Quá trời. Như con quay hơi gần tay cô Thảo làm cô nặng khó khăn hả? Nó da đẹp quá vậy. Bỏ cặp xuống cho nằm luôn. Còn mẹ Vân phải không? Mẹ mặt đẹp trai sáng láng vậy ta. Đỡ mụn mất rồi. Cô cũng đang tính hỏi thăm cái con da con làm sao rồi. Ừ, con cố gắng nha. Cứ chủ nhật để cô nặng mụn cho sạch. Nay đỡ quá trời rồi nè. Đi học. Bạn đi học hả? Ừ. Thí ơi, vệ sinh da cho em. Mẹ đâu? Con à, chở con tới xong mẹ đi hả?
cứu. Cái bên Ngọc nhiều không ạ? Bơm cồn. Mày chỉ chấm nhẹ rồi lấy nhân thôi, chứ không có như gây rỗ đâu nha mọi người. Vì bạn kêu nãy này xong rỗ chưa, thằng điều trị không biết bán như khách hàng nữa, nó ai rỗ đâu. Nhưng mà nếu mà mình không có cái đầu da vậy chứ, mình ấn như vậy nè, nếu cái mụn nó già thì không sao, mà cái mụn đó mà nó bị sờ nhiều chai rồi nó không có đầu á, mình bấm như vậy nó sẽ bầm da, xong nó thâm hết cái vùng da xung quanh, nó phát rất là lâu, người ta đau nữa, nên có cái đầu da tác động chích nhẹ vô là lấy mụn ra rất dễ dàng. Quan trọng là mình chích chính xác cái tâm mụn thôi, chứ cái mụn đây mà chích xéo vậy là không được. Giảm tiếng bã nhờn này, và nó xe một mụn thôi chứ không hề bong tróc da. Da mà nó bong tróc nhiều thì nó sẽ yếu, dễ bị mụn sau này. Để đây là thuốc của hàng chỉ gom nhân mụn thôi, vì mụn bọc rồi nó khô lại hết. Đến Tết rồi, mấy bạn có mụn mà lo đi chữa đi nha. Con Tết cho nó đi thằng nha. Không mấy gì. Nhưng mà tối với lui mình một ngày là con Tết. Chứ mấy cái ca mụn nặng chữa cũng phải tầm tháng tuổi, cái 2 tháng tới xong. Mụn từng lỗ chân lông rất lợp đợp.
xong rồi con. Mượn nó không? Cô nói nha, cô lấy mấy cái đi đi. Đau lắm. Mọc rồi gặp thuốc rồi vệ sinh da cho sạch nha. Mày tha cho em á, đang miệng ở đây. Tắt cơ mà. Hai con 51 sụt tụt sụt đi. Nhiều lắm nè. Cảm ơn mọi người theo dõi live.